sinh năm 1983 hả? Quê ở đâu? Dạ quê em ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang hả? Dạ. Em về tạm trú đâu? Em tạm trú ở đường 19 Thuận Giao. Đường Giao Thuận An phải không? Dạ. À, lý do sao biết hiệp sĩ Quỳnh Hải mà đến nhờ? Dạ em biết hiệp sĩ Thanh Hải cũng lâu lắm rồi. Thì nghĩ Thanh Hải á là hay giúp người giúp đời và tìm kiếm những thứ nhất là góp, thứ hai nữa là giúp đỡ cho những người trong khó khăn, con cái rồi bị người ta lừa này kia. À. Rồi thành ra em biết được rồi thành ra em mới nhờ anh Hải để trợ giúp cho gia đình của em để kiếm con em về với em. Để, cho nó còn nhỏ quá, thành ra nó chưa được hiểu hết chuyện đời. Thành ra em muốn anh Hải với anh em giúp để cho nó về với gia đình em để cần để dạy bảo nó nhiều hơn anh Hải. À, rồi rồi. Tại vì bảo rồi, rồi con anh họ tên gì? Dạ con em trong giấy tờ của nó là họ của nó là Võ Thị Thoại Mỹ, sinh năm 2007. 2007 hả? Dạ. À, ngày mấy tháng mấy rồi 2007? Ngày mấy tháng mấy? Coi đã đủ tuổi chưa? Ngày ngày, ngày ngày của mẹ sinh đó là ngày mùng 6 tháng 9, rồi mùng 6 tháng 8. Còn ngày 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 sinh tháng đẻ của nó là ngày trên lịch đó là ngày 16 tháng 9 anh. 16 tháng 9 năm 2007 phải không? Dạ. Bà con bà nội chia sẻ giúp giùm mọi người. Bà con bà nội chia sẻ giùm. Hiện nay là nhiều người con không nghe lời cha mẹ bỏ đi. Đó, nên mọi người có gì điện liên lạc đội hiệp sĩ Quỳnh Hải 0913785858. Bà con bà nội chia sẻ giùm mọi người. Bà con bà nội chia sẻ cho tôi hiện nay tôi rất là vất vả nha. Bà con bà nội chia sẻ hiện nay là những cảnh đời này tôi thấy là thương cha mẹ nào không thương con. Con cứ bỏ cha mẹ đi. Ôi chị họ tên gì? Dạ em tên là Lê Thị Có. Lê Có sinh năm mấy? Sinh 1982. Quê của chị ở đâu lận? Dạ bên chồng em thì ở cũng ở Kiên Giang, còn em thì ở An Giang. Ở An Giang phải không? Kiên Giang, An Giang. Rồi bây giờ con ở nhà có la rầy mà nó bỏ đi? Dạ nó cũng đi bán trà sữa rồi có chút đỉnh nó bạn bè gì đó, người cha nó la rầy với sáng gì đó rồi cái nó giận nó không thương nó rồi nó bỏ nó giận nó đi. Rồi giận nó bỏ đi hả? Dạ. Rồi đó. Đi làm hết trơn rồi không có hay đó đấy, rồi đi trường điện đó thì nó không bắt máy. Đó nên bé ơi nếu mà bé thấy bé gặp cô trên clip này mấy bé gặp thì bé ba mẹ đến đội hiệp sĩ Quỳnh Hải nhờ được xin hãy tìm thì bé con về đi. Bà con bé gọi chia sẻ giúp giùm, giúp giùm bà con chia sẻ giùm. Bà con làm ơn chia sẻ cho gia đình này hiện nay là ba mẹ bỏ công việc làm mà đi tìm con. Đó. Con thấy không? Không ăn ngủ được hết. Bà con cũng bắt đầu chia sẻ mạnh tay lên bà con ơi. Chia sẻ lên cho những người con bỏ nhà đi để thấy như vậy cảnh đời này để quay về gia đình. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm ha. Bà con chia sẻ giùm cho tôi hiện nay con rất là vất vả, nhiều việc lắm. Chị có thể chị nói rõ cái câu chuyện là con gái chị trước thời điểm bỏ đi như thế này là bé có thường xuyên bỏ đi như vậy không? Chị nói lớn tiếng anh chị. Nó cũng có một lần đi làm á, đi làm rồi cũng trong công ty rồi rồi đi về sợ nó con gái sợ nó quen nghe lời bạn bè đó. Rồi la nó cũng đòi đi xin đi uống cà phê lần trước cũng có cho lần sau cha nó thôi mà người mà không có cho cái đấy cũng cũng giận nó cũng có đi lần rồi kia nó về rồi. Có lần này là nó muốn nghe lời bạn bè nó rồi. Còn là trước đây là con chị đã từng bỏ đi rồi. Đúng không? Nó đi ví dụ như buổi sáng là cả khoảng 9 giờ là nó về. Con đã từng đi rồi. Dạ, nhưng nó dặn cũng như nó dặn đi chút xíu là nó về rồi. Nhưng mà lần này là ôm em nó khóc. Lần này là đi là không về được nữa. Dạ, còn lần này là đi là cỡ 3-4 ngày nay rồi nó không về. Đi nè em uống chưa? Rồi. Hôm trước nó xin lỗi em về, xin lỗi em nó khóc. Thế là nó bắt sai đó, rồi nó xin lỗi. Dạ. Rồi lần này nó mới đi bữa 11 tây. Bữa 11 tây chưa. 11 tây. Dạ. Tháng 11 dạ, tháng năm 2022 dạ. Bé xuất phát bỏ đi là bỏ đi ở tại đâu ạ? Dạ tại nhà trọ đường 19 Bình Giao, Thuận An, Bình Dương. À, tại Bình Dương, xuất phát dạ. Đi từ Bình Dương dạ. Gia đình mình có phát hiện mà đã tìm hiểu được nguyên nhân là bé đi với ai và đi bằng phương tiện gì không ạ? Dạ, cái ngày hôm đó đó em đi làm, em đi giao hàng cho người ta ở Tây Ninh. Thằng con trai em mới điện nó nói cha bây giờ em nó bỏ đi
con vừa chạy lại thì nó đi với một đứa con người phụ nữ, con gái chạy chiếc xe quay Alpha màu đỏ đi rước nó. Nhưng mà nội dung trước đó thì có trường hợp bữa trước á, thì cũng bán trà sữa nó cũng gầy gà đó, cãi nhau gì đó, em mới thấy gì em mới nói thôi em la nó, em la con gái con lứa thì đi đâu làm gì làm thì bây giờ cho nó rõ ràng. Thì em mới la nó, thì kêu nó, em mới dặn, em nói ngày mai á con muốn làm hay không làm thì con nói với người ta, chủ người ta một tiếng. Dạ dạ thưa thưa. Thì tới lúc 10 giờ thì con trai em điện, nó nói em nó bỏ đi đâu luôn rồi trai, không thấy nhà. Lúc đó cảm xúc của em mà hết nổi rồi, là tới em về là bắt đầu em nghe cái nũ tai em rùng rùng bùng bùng luôn, hết nổi luôn. Rồi mấy ngày nay thì em mới tìm ra được bạn bè của nó đó, trong cái lúc mà thời gian mà nó đáp sinh nhật ngày 8 tay. Thì từ cái lúc mà nó nghỉ bán trà sữa nó đi luôn, là trong cái nhóm bạn bè là không có đứa nào lại lãng vảng uống trà sữa nữa hết. Thì lúc đó em lại cái anh chủ quán á, để em hỏi em xác minh kỹ lại, thì nói là từ lúc đó tới giờ không có đứa nào lại bán trà sữa. Thì thành ra giờ thì em cũng có một số hình để em chụp được, em có gửi cho anh em để trong nhóm bạn bè nó, dù có gặp á thì tìm hiểu hay là hỏi thăm giùm em. Là nó cũng từ cái chỗ bạn bè đó mà ra đó, giờ nó đi là từ lúc bạn bè nó không lại uống trà sữa nữa. Có nghĩa là gia đình mình đang nghi ngờ là trong nhóm bạn bè là có biết thông tin về con gái. Dạ. Bỏ đi cái cuộc đi hôm ngày hôm đó ở Bình Giao Bình Dương phải không ạ? Dạ. Chị còn điều gì chị muốn chia sẻ trên video này? Hy vọng là con gái chị xem được và có thể cảm thông được, thương nhớ cha mẹ mình và suy nghĩ lại và sớm liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương hoặc cho gia đình để các anh em này tìm cách để giúp con chị trở về nhà. Mời chị. Dạ em cũng lên đây em cũng rất cảm ơn mấy anh. Dạ cũng lên đây nhờ mấy anh giúp đỡ giùm cho gia đình vợ chồng. Lớn lên. Dạ nó đang khô họng. Rồi với lại nhờ mấy anh giúp đỡ giùm cho gia đình em, đặng mong cho con gái em nó nhìn thấy cha mẹ nó hiểu được rồi nó quay về nhà với gia đình em. Thay cha mẹ nó cũng, mẹ nó nhiều lúc đi làm về thấy con gái nó cũng bề bộn á, mẹ nó cũng có la, rồi cũng dạy con hàng ngày thôi, nhưng mà nó suy nghĩ cái đầu nó non trẻ quá, nó nói là cha mẹ không thương nó không à. Thực sự là các bé tuổi đời này chưa thể hiểu hết được cái tâm tư của cha mẹ dạy bảo các con. Vì vậy cho nên các bé cứ tưởng rằng cha mẹ áp đặt, nhưng đó là những hình thức dạy bảo của từng gia đình, từng bậc phụ huynh, từng cha mẹ, mỗi một gia đình có một cách giáo dục con riêng. Không có gia đình nào giống gia đình nào. Nhưng các bé này tuổi đời rất nhỏ, cho nên vì vậy cho nên đã nghĩ bồng bột, suy nghĩ lông cạn, chưa có hiểu hết được. Vì vậy đã bỏ nhà đi một cách vô cớ. Rất nhiều bé hiện nay đang sập bẫy, bỏ đi, đi với bạn bè, tưởng rằng xa gia đình để kiếm được một cái công việc phù hợp, có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng thực sự là rất nhiều bé hiện nay đi vào bước đường cùng, là đã bị lừa, dụ dỗ vào các quán cà phê mại dâm, trá hình, karaoke, massage, hoặc tồi tệ hơn nữa là bán sang bên Trung Quốc hoặc sang Thái Lan hoặc sang Campuchia. Vì vậy các anh em đây tìm cách để giải cứu về nó là vô cùng khó khăn mà rất phức tạp, không phải là dễ dàng mà để giải cứu được một con người trở về nhà đoàn tụ gia đình được, mất rất nhiều công sức. Trong các cuộc tìm kiếm vừa rồi thì cả đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương như Công Trần đã từng giải cứu một trường hợp, giúp một trường hợp bỏ nhà đi vì buồn gia đình. Trên 3 năm trời bạch vô âm tín, đến khi phát hiện được là bé nhảy cầu Hoa An ở tại Biên Hòa Đồng Nai. Rất may mắn cho bé là khi nhảy được xuống thì có người ở dưới đi tàu đi bè ngang qua là vớt được, vì vậy là đã cứu được sống. Và các anh em đây tìm cách đã tiếp cận và giúp bé. Ở đấy xe chồng đi chở cho xe cho mượn. Anh chị còn điều gì muốn chia sẻ trên video này không ạ? Em có nhiều điều chia sẻ. Em ý em thí dụ như sau này em có con gái em về thì em mong muốn thứ nhất là để hiểu cha mẹ nó nhiều hơn, thứ hai cha mẹ nó cũng phải cần hiểu nó nữa để thông cảm cho nhau, và gia đình cũng muốn gắn bó, muốn tạo một cái hạnh phúc gì đó để cho con nó hiểu được. Chứ sanh con ai mà sanh tánh, nhưng mà con em muốn là con em khi nó về nó ngoan ngoãn giống như xưa, để nó hiểu được cha mẹ nó thương nó như thế nào, nhưng mà khép kín trong lòng không muốn nói ra thôi, để nó không hiểu nó nói rồi tại sao cha la hoặc mẹ la để làm gì, muốn tốt cho con, sau này cho con nó được một cái mái ấm gia đình chẳng hạn, như là cuộc sống nó dư dả hơn cha nó, cuộc mẹ nó
khi mẹ nó, cha nó rất là nghèo khó, làm mướn vất vả cho con sau này nó phát triển hơn, để dạy biểu nó lên con đường để phát triển. Nhưng mà con thì suy nghĩ nói, ví dụ con nó đi đây đi đó, con là con gái không đi đâu ban đêm ban hôm được, mình la thì con nó khép kín lại, nó nói mà cha khó dễ. Nhưng mà thật sự mình muốn bảo vệ cho nó, sau lúc mà nó hơn 18 tuổi chẳng hạn, thì nó lớn, nó trưởng thành, nó suy nghĩ được đường nào là đường nó yêu thương, một đường nào đường nó đi làm ăn đàng hoàng chính chắn, thì tới lúc đó là mình không còn để lo được, mình đỡ lo thôi. Còn con giờ nói nó thì nó giận hờn, nó vu vơ, thì em rất là đau và buồn. Mấy ngày nay em làm không nổi, không có tâm trí để làm luôn. Đó, người cha thương con gái. Giờ bởi vì em mới biết anh Hải với anh em hiệp sĩ thì cũng đã lâu lắm, em ra giờ em gắng đợi 3 ngày mà nói không thấy về, hôm nay em nóng lòng quá em mới nhờ đến đội hiệp sĩ và anh Hải để nghe hình lên là trợ giúp em, trợ giúp em để tìm được con gái em, càng sớm em càng mừng lắm. Giờ em cũng rất là chân thành cảm ơn đến hiệp sĩ và anh Hải đã chân thành để giúp vợ chồng em, để tạo điều kiện cho em và có thể như con em mới nhìn thấy được cái Facebook và Zalo này, là để cho nó để hiểu được, để nó về sớm gia đình em, để cho nó cải thiện, để nó phát triển cuộc sống của nó sau này hơn. Anh có lời nào nhắn gửi với con anh không? Giờ anh dòm vô anh nhắn gửi con anh đi. Dạ con gái à, chơi với mẹ lúc nào cũng thương con hết á. Mong sao con hiểu, không phải cha la con hay hoặc là cha gầy con mà cha không thương con đâu. Con là con gái duy nhất trong lòng cha, lúc nào đi làm cha cũng muốn tư tưởng sau này con cha phát triển hơn cha nhiều, chứ không phải là cha nghèo khổ như cha đâu. Cho con ăn học mà con không chịu học, con nói học lớp 7, lớp 8 con ngán rồi, con muốn đi theo cha, đi theo thì muốn sau này cho con học nghề học nghiệp, cha đã tính trước cho con rồi, nhưng mà con không muốn. Cha la chỉ có một lời la của cha, nói con như vậy thôi mà con đã để giận bỏ cha bỏ mẹ đi à. Cha muốn con sau này để hiểu được cha mẹ, và cha mẹ muốn hiểu con nhiều hơn. Cái gì muốn cần thì con hãy ngồi xuống kêu cha mẹ xuống, thưa cha mẹ và chia sẻ, chứ không phải là nghĩ như tư cách nông cuồng như được. Rồi cô ơi, cô có lời nào nhắn gửi tới bà con với lại con gái cô không? Nhắn gửi đi. Em cũng chân thành nhắn gửi với bà con là chia sẻ giùm. Chia sẻ giùm em là mẹ của bé Thọ Mỹ đó. Cũng mong bà con chia sẻ giùm, giúp đỡ cho em, là mong con gái em đi về với cha với mẹ. Mẹ cũng thương con, mẹ la cài con là cũng tốt cho con thôi, chứ mẹ đâu có bỏ con đâu. Đó, bà con bắt đầu chia sẻ giúp giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm, hiện nay là giờ con nhiều họ đến đời nữa. Rồi bị buôn bán bọn buôn bán người qua Campuchia thì kêu chuột nhiều quá, nhưng người đến đã có người cho quay, người không cho quay, nên bà con cũng thông cảm. Cái là ấy là tôi quay hết rồi, tại mấy chuyện cái nhị nha, mấy chuyện cái nhị bà con bắt đầu chia sẻ giùm, mày chỉ đường cho ta đi, mấy chỉ là cho đỏ tài xế bà con.